cứu cụ bà 100 tuổi kẹt trong căn nhà bốc cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện hỏa hoạn tại căn nhà ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an phường kịp thời đến hiện trường và đưa cụ bà 100 tuổi ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 3, căn nhà cấp 4 trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 13 quận Gò Vấp bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không hiệu quả. Thời điểm này cụ bà NTC 100 tuổi không thể di chuyển và bị kẹt bên trong. Nhận tin báo lực lượng công an dân quân của phường 13 nhanh chóng có mặt hỗ trợ, xông vào bên trong và đưa cụ bà ra ngoài an toàn. Đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó, vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số tài sản trong nhà bị hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do đun nấu bếp củi không cẩn thận, làm cháy sang các bó củi xung quanh nên gây hỏa hoạn.